công nhận nha, bà Vi sáng tạo ra cái này hay ghê á, vừa tái chế mà còn vừa gây quỹ nữa. Cái vụ gây quỹ á thì tôi không chắc, nhưng mà tụi mình phải vẽ thiệt đẹp mới bán được. Nhưng mà công nhận Vi giỏi ghê á, với lại mấy cái này cũng đẹp nữa, nếu mà gặp ai bán mấy này ngoài đường là chắc đặt mua liền luôn á. Nè, cứ mãi cho ông luôn á. Ê tại vì nó còn ướt dơ hết rồi, cho ông mua nha. Tôi sẽ tô cái này. Ủa, em chào cô. Mẹ, mấy đứa tái chế chai nước đó hả? Dạ đúng dạ. Rồi cô. Đây để cô phụ tụi con nha. Dạ. Cô không ngại dơ hả? Không sao, cô mới làm về mà. Dạ. Đây nè cô. Đây màu coi, coi. Cô thích màu thì cô tô màu đó rồi. Ok. Đây nha. Dính nữa rồi. Đẹp quá. Dính nữa rồi Vi. Mặt chú nó nè. Sao nó dính tùm lum á. Dầu tràm khuynh diệp ít nhi, sản phẩm số 1 trong dòng sản phẩm chứa tinh dầu tràm, tinh dầu khuynh diệp. Thưa cô con về. Thưa cô con về. Ừ, bye tụi con. Dạ. Mẹ 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 mẹ. Bây giờ xem phim rồi mẹ ơi. Trời ơi. Vậy là con hối bạn về sớm là để vô coi phim đó hả? Thì tới giờ xem phim của mẹ con mình rồi chứ bộ. Nhỏ này thiệt á. Suốt ngày cứ mẹ mẹ không à, không có quan tâm tới bạn bè gì hết trơn á. Đâu có đâu. Con á là con cân bằng thời gian giữa bạn bè với lại mẹ chứ bộ. Nhưng mà sau này mà muốn quan tâm đặc biệt tới ai á thì mẹ con không buồn nha không? Mẹ, sao tự nhiên mẹ nói vậy? Mẹ thấy cái cậu hồi nãy ngồi đây mà thành viên mới trong nhóm con á tên gì ta? Tên Đạt phải không? Dạ. Mẹ thấy cũng được. Cũng được đó. Con thấy sao? Tụi con là bạn bè thôi mà. Bạn thôi hả? Ừ. Ừ thì cũng được. Nhưng mà lỡ đó mà con mà có để ý anh chàng nào đó thì mẹ cũng không có cấm đâu nha. Mẹ tự nhiên cái mẹ ghẹo con vậy à? Lì quá. Mẹ có ghẹo đâu. Thì mình lớn thì mình cũng cần phải có cái gì đó vui chứ đúng không? Ngoài chuyện học ra. Thôi, nhưng mà con thấy mẹ mới là người cần được yêu đương á. Đúng không? Ừ thì nói đi, rồi sau này mà lỡ mà tôi có yêu ai rồi đó ha. Rồi không có ai để mà xem phim với cô ha. Rồi không có ai để mà cá độ đá banh ha. Rồi tới lúc đó đừng có nói sao mà mẹ ơi, mẹ đi chơi với bạn trai hoài, nghe không? Thì thêm người cá độ đá banh thì vui chứ sao? Mẹ vui là được rồi. Mẹ sao mẹ cười hoài vậy? Không có. Đối với mẹ thì á, hai mẹ con mình vậy là mẹ vui rồi, hiểu không? Thôi xem phim đi kìa. Nãy giờ nhiều chuyện hoài mà không có lo coi cái phim con thích kìa. Mẹ nãy giờ con với mẹ nói chuyện xong rồi trễ phim luôn rồi. Cái tivi này thu được mà, tu lại coi. Ha. Cái nút này hả mẹ? Nghe chưa? Dạ em biết rồi. Thôi chứ về đi. Đúng rồi. Trời ơi, lên xe đi rồi về. Ủa? Đi? Hả? Sắp tới giờ đi rồi mà sao Vi còn chưa tới nữa? Tôi không biết nữa, đang gọi nó nè. Nó có bao giờ trễ giờ đâu ta. Alo, tôi đang đi xe ôm tới nè, đợi tôi xíu đi. Sáng mẹ tôi bận rồi cho nên tôi phải tự đi á. Trời ơi, nhanh lên đi, mọi người đang đợi nè. Sắp đi rồi đó, xe tới luôn rồi kìa. Nhanh 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 nha. Vậy nha, có gì lát nữa gặp.
ơi, anh làm ơn chạy nhanh lên mẹ em xíu nha. Xe kia mày. Em lo cho anh sơ hôm sao rồi? Dạ anh không sao chị ạ. Vậy thì được rồi. Tình hình của bé Vi chắc cũng không tệ lắm đâu. Chị đừng lo quá. Tại tôi hết. Nếu như mà sáng nay tôi đi chung với bé Vi thì nó đâu có bị như vậy. Chị đừng nói như vậy. Không phải lỗi tại chị mà. Chỉ là tai nạn thôi. Đâu ai muốn chuyện đó xảy ra. Ồ, dạ, con chào cô. Ủa, anh Khải. Cô, Vi sao rồi cô? Vi nó cũng không sao đâu con. Bác sĩ thăm khám, bây giờ thì đang làm sự cứu cho bé Vi. Tụi con đừng có lo lắng quá nha. Dạ. Mời người nhà bệnh nhân Đinh Khánh Vi. Dạ, dạ tôi đây ạ. Ê, anh Hai. Hả? Mà sao tự nhiên anh ở đây vậy? Anh là trợ lý của mẹ Vi. Anh là trợ lý của mẹ Vi? Ừ. Sao là trợ lý mà không phải là... Về anh giải thích sau cho. Bây giờ không phải lúc. Tình hình của bệnh nhân đã ổn, xương đã cố định. Chờ khi hết thuốc thì sẽ tỉnh. Cô đừng có quá lo nữa nha. Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Ừ, chào cô. Dạ. Chị Như, chị ăn chút cơm đi. Em thấy từ chiều tới giờ chị chưa ăn gì. May quá. Em tưởng chị không ăn cơ. Trước giờ đụng chuyện gì cũng có hai mẹ con á. Bây giờ bé Vi bị như vậy, tôi phải ráng ăn để còn có sức lo cho nó nữa. Giờ có em nè. Thì em là trợ lý của chị mà. Có gì chị cứ sai bảo em là được à? Cảm ơn cậu nha. Dạ. Sáng giờ cũng may là có cậu giúp. Dạ không sao đâu ạ. Giờ cũng trễ rồi. Cậu coi về nghỉ ngơi, mai còn đi làm nữa. Chị cứ ăn xong đi, rồi em về cũng được.
chịu không đó.